Hơn 24 giờ trước giao thừa, chán nản đào với quất, đập nát hết vứt rác. Chấp nhận thua lỗ, nhiều thương lái bán quất, đào ở Thanh Hóa đã chặt bỏ hết, coi như đổi tác để về đón Tết cùng gia đình. Năm nay thị trường cây cảnh chơi Tết ở Thanh Hóa ảm đạm, lượng người bán dọc các tuyến đường ở thành phố giảm đáng kể, người mua cũng chẳng mặn mà. Anh Nguyễn Văn Long, một lái buôn bán đào chia sẻ, năm ngoái mặc dù cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hàng hóa vẫn tấp nập cho đến chiều 30 Tết. Năm ngoái tôi đầu tư hơn 200 triệu nhập đào phai, đào đá về bán, khách đến mua nườm nượp cho đến ngày 30 Tết. Năm nay từ đầu vụ đến giờ tôi chỉ mới lấy có gần 100 triệu tiền hàng, mà đến thời điểm 27 Tết chỉ mới bán được vài gốc, giá lại quá rẻ. Hơn một ngày nữa mới đến giao thừa, nhưng quá chán nản nên tôi quyết định bỏ hết, chấp nhận lỗ để về quê ăn Tết sớm, anh Long cho biết. Cũng như anh Long, anh Lê Văn Tuấn, một thương lái bán quất cho biết, mỗi năm mỗi dịp Tết đến là anh lấy vài trăm gốc. Năm nay anh lấy chỉ có một xe ô tô khoảng 100 gốc mà bán mai không hết. Theo anh Tuấn, khoảng 100 gốc quất, từ hôm 23 đến nay anh đã phải di chuyển địa điểm đến 4 lần, thế nhưng vẫn không có ai mua. Năm nay khách mua không có, lác đác được và người hỏi thì trả với giá rẻ bèo, tính ra không đủ tiền cước xe. Giờ mà thuê xe ô tô chở hết số cây này về nhà hoặc trả lại cho vườn thì mất thêm một lần tiền nữa, nên chúng tôi chọn giải pháp vứt bỏ, anh Tuấn chia sẻ. Một số hình ảnh thương lái đập, chặt phá đào, quất ngày giáp Tết.